Lộ diện phó tướng cực xịn của huấn luyện viên Philippe Chaussier tại đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như tiết lộ bí quyết thành công khi xuất ngoại sang Bồ Đào Nha. Lộ diện phó tướng cực xịn của huấn luyện viên Philippe Chaussier tại đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ bổ sung thêm Maulay Azegora và hai trợ lý người Pháp khác vào đội ngũ trợ lý của mình. Ngày 26 tháng 2 tới đây, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ có mặt tại Hà Nội để chính thức bắt đầu công việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, những đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Philippe Chaussier ở cả U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam cũng đã lộ diện gần như đầy đủ. Theo đó, ông Philippe Chaussier sẽ mang theo hai trợ lý người Pháp, một trong số đó là huấn luyện viên thể lực Cedric Roger, người từng có thời gian gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam cũng như các cấp độ của đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu quan trọng. Cái tên của trợ lý người Pháp còn lại chưa được xác định. Trợ lý đắc lực nhất của huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ là Maulay Azegran, người Maroc. Cả hai từng có thời gian làm việc với nhau khá lâu tại trung tâm PVF. Trợ lý Azegoran từng làm việc cùng với Rudy Garcia, cựu huấn luyện viên của Roma, Lyon và hiện tại đang dẫn dắt Cristiano Ronaldo tại câu lạc bộ Al Nassr. Trong thời gian làm việc tại PVF, huấn luyện viên Philippe Chaussier cùng một trợ lý người Pháp khác khá thân cận là Adehame Mesbrier. Đây có thể sẽ là trợ lý người Pháp sẽ đi cùng ông Chaussier sang Việt Nam vào ngày 26 tháng 2 tới đây, khi đây là một chuyên gia giàu kinh nghiệm và rất giỏi chiến thuật. Các trợ lý người Việt cũng đang được điền tên như Trương Đình Luật, Nguyễn Việt Thắng hay huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Thế Anh của câu lạc bộ Hà Nội. Đội U23 Việt Nam sẽ có các trợ lý là Ngô Tuấn Vinh của An Giang, Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa, Ngô Việt Trung của Bà Rịa Vũng Tàu và Nguyễn Thăng Long của Viettel. Tuy đây chỉ là bản danh sách đề xuất các trợ lý được gửi lên Hội đồng huấn luyện viên quốc gia, sau đó VFF sẽ phải làm việc với các câu lạc bộ chủ quản của những trợ lý này để chắc chắn về việc lên phục vụ đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, toàn bộ các bác sĩ ở đội ngũ y tế cũng đều là người Việt Nam. Huỳnh Như tiết lộ bí quyết thành công khi xuất ngoại sang Bồ Đào Nha. Tiền đạo Huỳnh Như đã có những chia sẻ đáng chú ý khi trở về Việt Nam để nghỉ ngơi. Năm 2022, đội tuyển Việt Nam Huỳnh Như bất ngờ có lựa chọn sang Bồ Đào Nha thi đấu. Theo đó, tiền đạo sinh năm 91 khoác áo câu lạc bộ Lens theo một bản hợp đồng chờ mượn có thời hạn 2 năm từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù bị đặt nhiều hoài nghi về khả năng thành công khi sang châu Âu chơi bóng, tuy nhiên Huỳnh Như đã cho thấy được đẳng cấp của một trong những cầu thủ nữ thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Cầu thủ quê Trà Vinh đang là một trong những chân sút tốt nhất của Lan tại giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha và chiếm được một suất trong đội hình của đội bóng này. Mới đây, Huỳnh Như đã trở về Việt Nam nghỉ ngơi và tham dự lễ trao giải Cầu bóng vàng Việt Nam 2022. Trong buổi chiều ngày 21 tháng 2, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại PVF để theo dõi trận đấu giữa Hồ Chí Minh và Than khoáng sản Việt Nam. Chia sẻ về xuất ngoại, Huỳnh Như cho biết: "Tôi sang Bồ Đào Nha chưa lâu và có những sự chênh lệch về múi giờ nhưng luôn cố gắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Tôi là người tiên phong sang châu Âu chơi bóng và tôi không nghĩ sẽ thành công, nhưng bản thân luôn có ước mơ và sẽ luôn cố gắng thực hiện để đáp ứng lại sự tin tưởng và yêu thương của mọi người. Sang Bồ Đào Nha thi đấu là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và nó giúp tôi học hỏi được nhiều điều từ nền bóng đá phát triển. Sau này khi trở về, tôi hy vọng sẽ giúp ích được cho bóng đá Việt Nam." Bên cạnh đó, tiền đạo quê Trà Vinh cũng tiết lộ về tấm vé cuối cùng dự World Cup 2023 ở bảng đấu của Việt Nam. Các đồng đội tại Lan FC đã gọi viễn cảnh Bồ Đào Nha và Việt Nam đối đầu nhau tại World Cup là trận đấu trong mơ. Bồ Đào Nha có giải đấu tốt hơn ở Việt Nam, tuy nhiên trình độ của các cầu thủ không có khoảng cách xa. Tại World Cup 2023 sắp tới, Huỳnh Như được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên bất ngờ. Diện mạo của U22 Việt Nam ở SEA Games 32. Với việc Campuchia, nước chủ nhà SEA Games 32 không cho phép các đội sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi, vai trò của các cầu thủ đúng tuổi sẽ càng trở nên quan trọng. Vì vậy, ông Chaussier sẽ phải chọn lọc một cách kỹ càng. Vậy đâu là những nhân tố chủ chốt có thể tạo nên bộ khung của U22 Việt Nam dự SEA Games 32? Vị trí thủ môn. Ở lứa tuổi 22, Quan Văn Chuẩn là người gác đền số 1. Anh có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 sau khi Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương. Sự xuất sắc của thủ môn cao 1m81 giúp cho U23 Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng. Đến vòng chung kết U21 quốc gia 2022 thì Văn Chuẩn bắt chính, góp công không nhỏ trong chức vô địch của U21 Hà Nội. Anh cũng được câu lạc bộ Hà Nội đăng ký dự V-League 2022. Vị trí thủ môn dự bị có thể thuộc về Cao Văn Bình của Sông Lam Nghệ An hoặc Đoàn Huy Hoàng của Viettel. Hai cầu thủ chuẩn bị cùng U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 châu Á 2022, trong đó Huy Hoàng được đánh giá cao ở khả năng chơi chân. Hàng hậu vệ, Võ Minh Trọng, một trong những cầu thủ được huấn luyện viên Chaussier thường xuyên sử dụng ở U19 Việt Nam, chia sẻ với Zing News rằng sơ đồ ưa thích của chiến lược gia này là 3-5-2. Nếu huấn luyện viên người Pháp tiếp tục sử dụng sơ đồ này ở SEA Games 32, vị trí hậu vệ trái có thể thuộc về Phan Tuấn Tài. Đây là nhân tố đã tỏa sáng liên tục ở các giải đấu trẻ trong năm 2022 như giải vô địch U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á.
Anh cũng được ông Park Hang-seo gọi lên đội tuyển quốc gia hồi tháng 9 năm 2022. Các cầu thủ dự bị cho Tuấn Tài có thể là Minh Trọng và Nguyễn Bảo Long. Hiện tại thì Minh Trọng khoác áo câu lạc bộ Phú Thọ và đã có 18 trận thi đấu ở giải hạng nhất. Trong khi đó thì Bảo Long là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái ở U20 Việt Nam. Mới sinh năm 2005, Bảo Long đã được huấn luyện viên Đinh Thế Nam, cựu huấn luyện viên của U20 Việt Nam đánh giá rất cao. Ở vị trí trung vệ, các nhân tố chủ chốt là Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Trần Quang Thịnh, Hồ Khắc Lương, những học trò cũ của huấn luyện viên Chelsea. Duy Cương, Tiến Long đã có những bước tiến bộ sau hàng loạt giải đấu như giải vô địch U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ngoài ra, Duy Cương còn là trụ cột của câu lạc bộ Đà Nẵng tại V-League. Còn Khắc Lương đã có 616 phút thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Quang Thịnh đã vô địch U23 Đông Nam Á nhưng sau đó anh lại dính chấn thương nặng nên không thể cùng đồng đội dự SEA Games 31 lẫn vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, anh cũng thể hiện được phong độ tốt ở giải hạng nhất, giúp câu lạc bộ Công an Nhân dân đã đổi tên thành Công an Hà Nội, giành chức vô địch và thăng hạng V-League. Những nhân tố dự bị có thể đến từ U20 Việt Nam đó là Vũ Văn Sơn, Nguyễn Đức Anh. Hai cầu thủ này được đánh giá có tư duy chơi bóng khá tốt. Hậu vệ phải của U22 Việt Nam sẽ là sự cạnh tranh giữa Hồ Văn Cường và Lê Văn Đô. Hai cầu thủ này sở hữu phong cách thi đấu tương đối khác biệt. Trong khi Văn Cường mạnh về những pha khoét biên để tạt bóng hoặc căng ngang, thì Văn Đô lại thiên về khả năng kiểm soát bóng, hỗ trợ đồng đội tổ chức tấn công. Một hậu vệ phải tiềm năng là Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 2003, thuộc biên chế của Viettel. Đây là nhân tố được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tin dùng ở U20 Việt Nam. Tiền vệ trung tâm, huấn luyện viên Chelsea sẽ có một cơn đau đầu dễ chịu khi chọn nhân sự cho hàng tiền vệ. Bốn cái tên nổi bật trong lứa U22 đang là Huỳnh Công Đến, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Ở giữa sân thì Công Đến là người duy nhất có sở trường chơi với vai trò là một tiền vệ mỏ neo. Vì thế mà anh nhiều khả năng sẽ chiếm một suất đá chính ở hàng tiền vệ. Hai vị trí bóc to bóc là cuộc cạnh tranh giữa Xuân Tiến, Văn Trường và Văn Khang. Ba cầu thủ sinh năm 2003, Văn Trường, Văn Khang đã thể hiện được phong độ ấn tượng ở vòng chung kết U23 châu Á dưới thời của huấn luyện viên Gong Eun-kin. Họ thể hiện được nguồn năng lượng dồi dào, lên công về thủ liên tục, chơi bóng tự tin dù mới có lần đầu bước ra đấu trường lớn. Họ cũng thi đấu cùng nhau rất nhiều ở các đội U19, U20 và U23 Việt Nam. Đây chính là lợi thế của Văn Trường và Văn Khang. Trong khi đó, về mặt kinh nghiệm thi đấu, Xuân Tiến vượt trội hơn hai người đồng đội với hơn 1.100 phút thi đấu cho Sông Lam Nghệ An tại V-League 2022. Các điểm mạnh của cầu thủ này là khả năng đi bóng, kiến tạo và dứt điểm. Anh được coi là người thay thế vai trò của Phan Văn Đức tại Sông Lam Nghệ An. Với những phương án dự phòng, ông Chelsea cũng có thể chọn được các cầu thủ chất lượng. Ở mùa 2022 thì Võ Hoàng Minh Khoa của câu lạc bộ Bình Dương, Nguyễn Đức Việt của Hoàng Anh Gia Lai được tạo điều kiện thi đấu khá nhiều. Trần Nam Hải, một cầu thủ mới được Sông Lam Nghệ An gọi lên đội 1 cũng là cái tên đáng chú ý. Anh đã có 317 phút thi đấu ở V-League và thể hiện khá ổn, có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ lẫn trung vệ. Ngoài ra, Hoàng Vĩnh Nguyên, tiền vệ mới gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang được đánh giá cao. Điểm mạnh của anh là khả năng chia bài, có lối đá tương tự Lương Xuân Trường và cũng là một học trò cũ của huấn luyện viên trưởng Grachen. Tiền đạo. Cuộc cạnh tranh vị trí tiền đạo ở U22 Việt Nam cũng sẽ khốc liệt khi mà hai cầu thủ đang được thi đấu đều đặn nhất là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Thanh Nhàn. Vĩ Hào dần trở thành cầu thủ quan trọng ở Bình Dương, đã có gần 1.100 phút thi đấu ở V-League. Trong khi đó thì Thanh Nhàn có 10 pha lập công cho câu lạc bộ Phố Hiến ở giải hạng nhất 2022 và là trụ cột của đội bóng. Nguyễn Văn Tùng cũng là một tiền đạo chất lượng, chơi khá ổn ở SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, anh lại ít được thi đấu trong một tập thể nhiều ngôi sao ở câu lạc bộ Hà Nội nên khó cạnh tranh với Vĩ Hào hay Thanh Nhàn. Tương tự là trường hợp của Nguyễn Quốc Việt, anh là trụ cột của đội U20 Việt Nam nhưng mới có một giải V-League đầu tiên và chưa được huấn luyện viên Kiati Sắc sử dụng nhiều. Với những phương án dự phòng, ông Chelsea cũng có thể lựa chọn các cầu thủ chất lượng. Ở mùa 2022 thì Võ Hoàng Minh Khoa của Bình Dương, Đức Việt của Hoàng Anh Gia Lai được tạo điều kiện thi đấu khá nhiều. Trần Nam Hải, một cầu thủ mới được Sông Lam Nghệ An gọi lên đội 1 cũng là cái tên đáng chú ý. Anh đã có 317 phút thi đấu ở V-League và thể hiện khá ổn, có thể chơi ở vị trí tiền vệ trụ lẫn trung vệ.